Vừa qua tại Hà Nội, Công đoàn Công thương Việt Nam đã tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Công thương Việt Nam lần thứ 11 và nghị quyết Đại hội Công đoàn Công thương Việt Nam lần thứ 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng cũng tham dự hội nghị. Công đoàn Công thương Việt Nam hiện đang quản lý chỉ đạo trực tiếp 16 công đoàn cấp trên cơ sở và 151 công đoàn cơ sở trực thuộc. Tổng số đoàn viên công đoàn tính đến nay là trên 163.000 người. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công thương Việt Nam đã thực hiện chăm lo đời sống đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, tuyên truyền vận động đoàn viên và người lao động về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết chủ trương công tác đoàn, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, hoạt động của Công đoàn Công thương Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hoạt động công đoàn hướng mạnh về cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, với trọng tâm là các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, v.v. góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của ngành công thương và đất nước.